Giờ này anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn? Nếu ai có hỏi rằng ca khúc nhạc vàng nào nhắc đến nhiều nhất các địa danh và vùng chiến địa ở miền Nam, xin được nhắc đến bài hát Giờ này anh ở đâu? Đây là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Khánh Bằng, nói lên sự gian lao của người lính ở các vùng chiến địa và thao trường, nhắc đến tất cả các binh chủng với nhiều trận đánh nổi tiếng. Bài hát cũng nói về tình yêu của người con gái hậu phương gửi đến người đầu tuyến. Cho dù người lính ở đâu thì cũng vẫn yêu hoài và yêu suốt đời. Ở đoạn đầu tiên của bài hát có nhắc đến hầu hết những quân trường nổi tiếng của miền Nam, như Giờ này anh ở đâu, Quang Trung nắng cháy da người. Quang Trung, tên đầy đủ là Trung tâm huấn luyện Quang Trung, là quân trường nổi tiếng nhất của miền Nam và cũng là nơi đào tạo huấn luyện đến 80% binh sĩ tình nguyện và tăng binh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giờ này anh ở đâu, Dục Mỹ hay Lam Sơn? Dục Mỹ là trung tâm huấn luyện biệt động quân được đặt tại thị trấn Dục Mỹ, xã Ninh Xiêm, quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Biệt động quân là binh chủng rất thiện chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, trung tâm huấn luyện Dục Mỹ cũng là nơi mà nhiều người vẫn nhắc đến cho đến ngày nay. Ngoài ra, ở thị trấn Dục Mỹ được hình thành một khu huấn luyện gọi là huấn khu Dục Mỹ với ba đơn vị huấn luyện. Trong đó có trung tâm huấn luyện Lam Sơn, chính đào tạo tăng binh và hạ sĩ quan bộ binh, giống như quân trường Quang Trung. Giờ này anh ở đâu? Đồng Đế nắng mưa thao trường. Quân trường Đồng Đế, tức là trường hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được đặt tại Đồng Đế, Nha Trang. Đây là nơi đào tạo hạ sĩ quan hiện dịch và sĩ quan trừ bị nổi tiếng. Ở đoạn tiếp theo của bài hát là những chiến địa hải hùng được nhắc đến, như Pleiku, gió núi Biên Thùy, miền Trung hỏa tuyến Địa Đầu, Cà Mau tiếng sét U Minh rừng. Đó là ba vùng chiến địa đại diện cho những trận đánh khốc liệt nhất, như cao nguyên Pleiku, vùng Địa Đầu Quảng Trị ở miền Trung và nơi tận cùng tại Cà Mau. Ở những đoạn tiếp theo của bài hát, nhạc sĩ nhắc đến một loạt binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa là không quân, thủy quân lục chiến và thiết giáp. Ở đoạn cuối cùng, bài hát nhắc về trận Hạ Lào, một trong những trận đánh cam go nhất của cuộc chiến, nơi được ví như lò nướng quân rất thương tâm. Một trong những binh chủng tham gia trận đánh này được nhắc đến là trại Hoàng Hoa, trung gió cánh hoa dù, nhắc đến binh chủng nhảy dù. Và trại Hoàng Hoa là nơi đặt bộ tư lệnh của sứ đoàn nhảy dù gần sân bay Tân Sơn Nhất. Quảng trường nắng cháy da người. Giờ
miền thành. Giờ này anh ở đâu? Giặc tan trên đất hạng nào? Giờ này anh ở đâu? Chạy hoa hoa tương gió cánh mơ du. Anh ở thank you.
đừng quên bao kỷ niệm ngày nào hai đứa mình cùng nhau chung mái trường tuổi học sinh đẹp như gấm hoa. Anh đi ngày mai trên chiến địa. Trời cao đấng là đấng